Rồi, xin kính chào bà con cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Rồi, em cháu tên là Ngọc Phú ở ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi, hôm nay em cháu có về một số khoai bông giấy để giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Số điện thoại của em cháu là 077 813 6310. Để khỏi mất thời gian chờ đợi cô chú anh chị thì em cháu xin được vô cây số 1 luôn nha cô chú. Đó. Em cháu có về một số cây bông giấy mới nữa là nha cô chú anh chị. Cây quái. Cây số 1. Đó, cây quái không cao bên của chú. Đó. Mình chở thông số luôn nha. Chiều cao từ mặt bầu lên là 60. Dòng cổ nó là 18. Cái số 1. Cái này em cháu xin được kêu cô giá là 350. Xuống nha. Cây số 2. Cây số 2 cây củ đặc nha cô chú. Cây củ nè. Chiều cao từ mặt bầu lên là 73. Dòng cổ nó 18. Cái này em cháu xin phép được kêu là 350. Cây số 3. Chiều cao từ mặt bầu lên là 62. Quanh cổ đó là 18. Cây em cháu xin kêu giá là 250. Xuống giờ. Cây số 4. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Quanh cổ đó là 18. Cái số 4 này em cháu cũng kêu là 250. Cái số 5. Chiều cao từ mặt bầu lên là 50. Dòng cổ đó là 19. Cái số 5 này em cháu cũng kêu giá là 250. Cái số 6. Chiều cao từ mặt bầu lên là 67. Dòng cổ đó là 17. Cái số 5 này em cháu xin được kêu giá là 250. Cái số 6 đâu? Ủa cây nữa là cây số mấy giờ? Cây đó số 6. Cây số 7. Cây nãy là cây số 6 rồi của chú, cây này cây số 7 rồi của chú. Chiều cao từ mặt bầu lên là 54. Bình cổ nó là 19. Cái số 7 này em cháu cũng kêu giá là 250. Cái số 8. Chiều cao từ mặt bầu lên là 63. Dòng cổ đó là 18. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 9. Chiều cao từ mặt bầu lên là 63. Dòng cổ nó là 20. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 10. Chiều cao từ mặt bầu lên là 88. Dòng cổ nó là 23. Cái này em cháu xin được báo giá là 300. Cây số 11. Chiều cao từ mặt bầu lên là 49. Dòng cổ nó là 19. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 12. Chiều cao từ mặt bầu lên là 51. Vòng cổ đó là 19. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cái số 13. Chiều cao từ mặt bầu lên là 49. Vòng cổ đó là 18. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 14. Chiều cao từ mặt bầu lên là 67. Hoành cổ đó là 16. Cái này em cháu xin báo giá là 250. À, 250 không ăn cao trốn. Cây số 15. Chiều cao từ mặt bầu lên là 56. Vòng cổ đó là 22. Cái này em cháu xin báo giá là 250. Cây số 16. Chiều cao từ mặt bầu lên là 48. Vòng cổ nó là 17. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái số 17. Chiều cao từ mặt bầu đó là 48. Vòng cổ đó là 15. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. 18. Biển số 18. Chiều cao từ mặt bầu đó là 65. Vòng cổ nó là 17. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Kỹ số 19. Chiều cao từ mặt bầu lên là 56. Hoành cổ đó là 19. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Kỹ số 20. Chiều cao từ mặt bầu đó là 46. Hoành cổ đó là 17. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Kỹ số 21. Chiều cao từ mặt bầu lên là 50. Vòng cổ nó là 19. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Kỹ số 22. Chiều cao từ mặt bầu lên là 55. Vòng cổ đó là 17. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cái số 23. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Vòng cổ đó là 18. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 24. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Vòng cổ đó là 20. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cái số 25. Chiều cao từ mặt bầu lên là 66. Vòng cổ nó là 24. Cái đem cháu xin được báo giá là 250. Cái số 26. Chiều cao từ mặt bầu lên là 61. Vòng cổ nó là 19. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 27. Định đi vậy. Chiều cao từ mặt bầu lên là 68. Vòng cổ nó là 19. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 28. Chiều cao từ mặt bầu lên là 48. Hoành cổ đó là 18, cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cây số 29. Chiều cao từ bậc bầu lên là 50. Hoành cổ nó là 23. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 30. Chiều cao từ mặt bầu lên là 44. Dòng cổ nó là 20. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cây 31. Chiều cao từ mặt bầu lên là 56. Dòng cổ đó là 20. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 32. Chiều cao từ mặt bầu lên là 45. Dòng cổ là 17. Cây này em cháu xin được báo giá là 200. Cây số 33. Chiều cao từ mặt bầu lên là 52. Dòng cổ đó là 18. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây số 34. Chiều cao từ mặt bầu lên là 44. Dòng cổ đó là 18. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 35. Chiều cao từ mặt bầu lên là 49. Dòng cổ đó là 19. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 36. Chiều cao từ mặt bầu lên là 54. Dòng cổ nó là 20. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 37. Chiều cao từ mặt bầu lên là 62. Dòng cổ đó là 20. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 38. Chiều cao từ mặt bầu lên là 52. Nhìn cổ đó là 20. Cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cái 39. Chiều cao từ mặt bầu lên là 70. Dòng cổ đó là 17. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 40. Chiều cao từ mặt bầu lên là 55. Dòng cổ đó là 19. Cây này em cháu xin báo giá là 200. Cây 41. Chiều cao từ mặt bầu lên là 47. Hoành cổ đó là 18. Cây này em cháu xin được báo giá là 200. Cây này dập cái da bỏ ngoài đi. Cây 42. Chiều cao từ mặt bầu lên là 59. Dòng cổ nó là 22. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 43. Dính đi vào. Chiều cao từ mặt bầu lên là 80. Hoành cổ đó là 19. Cây này em cháu xin báo giá là 250. Cây 44. Chiều cao từ mặt bầu lên là 57. Dòng cổ nó là 20. Cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 45. Chiều cao từ mặt bầu lên là 54. Vành cổ nó là 20, cây này em chấm thì báo giá là 250. Cây 46. Cây đâm được non cái lắm mọi người cô chú. Chiều cao từ mặt bầu lên là 43. Hoành cổ nó là 18, cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cái 47. Chiều cao từ mặt bầu lên 57. Hoành cổ đó là 18, cây này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 48. Chiều cao từ mặt bầu lên là 55. Dành cổ đó là 20. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 49. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Hoành cổ đó là 18. Cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 50. Bỏ ra luôn. Lửa gì không. Đi xuống 50 ra. Cây số 50. Chiều cao từ mặt bầu lên là 51. Hoành cổ đó là 16, cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái tôi bỏ riêng ra ngoài đi vậy. Cái số 52. Ủa cái 51. Chiều cao từ mặt bầu lên là 51. Hoành cổ đó là 17, cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 52. Chiều cao từ mặt bầu lên là 54. Hoành cổ nó là 17. Cây này em cháu xin được báo giá là 200. Cây 53. Chiều cao từ mặt bầu lên là 47. Hoành cổ nó là 19. Cây này em cháu xin được báo giá là 200. Cây 54. Chiều cao từ mặt bầu lên là 47. Vòng cổ đó là 20. Cây này em cháu xin báo giá là 250. Cây 55. Chiều cao từ mặt bầu lên là 53. Vòng cổ nó là 20, cây này em cháu xin báo giá là 200. Cây 56. Chiều cao từ mặt bầu lên là 41. Vòng cổ đó là 15, cây này em cháu xin báo giá là 150. Cây 57. Chiều cao từ mặt bầu lên là 74. Hoành cổ đó là 19, cây này em cháu xin báo giá là 250. Cây 58. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Hoành cổ đó là 20, cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 59. Chiều cao từ mặt bầu lên là 43. Hoành cổ đó là 17, cây này em cháu xin được báo giá là 250. Cây 60. Chiều cao từ mặt bầu lên là 55. Hoành cổ đó là 21, cây này em cháu xin báo giá là 250. Cây 61. Cho bên đó em không lấy em. Chiều cao từ mặt bầu lên là 60. Hoành cổ nó là 20, cái này em cháu xin được báo giá là 150. Cái 62. Chiều cao từ mặt bầu lên là 42. Hoành cổ đó là 18, cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 63. Chiều cao từ mặt bầu lên là 52. Hoành cổ đó là 21, anh em cháu xin được báo giá là 200. Cái 64. Chiều cao từ mặt bầu lên là 53. Hoành cổ đó là 19, cây này em cháu xin được báo giá là 150. Cái 65. Chiều cao từ mặt bầu lên là 48. Hoành cổ đó là 17, cây này em cháu xin được báo giá là 150. Cái 66. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Vòng cổ đó là 17, cây này em cháu xin được báo giá là 150. Cái 67. Chiều cao từ mặt bầu lên là 47. Hoành cổ đó là 18, cây này em cháu xin được báo giá là 150. Cái 68. Chiều cao từ mặt bầu lên là 64. Vòng cổ đó là 20, cái này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 69. Chiều cao từ mặt bầu lên là 49. Hoành cổ nó là 18, cái này em cháu xin được báo giá là 250. Cái 70. Chiều cao từ mặt bầu lên là 44. Vòng cổ nó là 15, cây này em cháu xin được báo giá là 200. Cái 71. Chiều cao từ mặt bầu lên là 45. Vòng cổ nó là 17, cây này em cháu xin báo giá là 200. Cái 72. Chiều cao từ mặt bầu lên là 46. Vòng cổ đó là 19, cái này em cháu xin được báo giá là 200. Em 3 em 5 gì thôi. Cái 73. Chính giờ. Chiều cao từ mặt bầu lên là 58. Vòng cổ đó là 17, cái này em cháu xin báo giá là 200. Cái 74. Chiều cao từ mặt bầu là 42. Vòng cổ đó là 14, anh em cháu xin báo giá là 150, 15 thôi. Cái 75. Chiều cao từ mặt bầu lên là 54. Vòng cổ đó là 17, anh em cháu xin báo giá là 150. Cái 75 là cây cuối clip của ông cháu. Dạ xin cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ ông cháu. Dạ xin hết ạ.